được review là thực phẩm tốt cho vòng 1. Các loại đậu tăng vòng 1 được rất nhiều chị em quan tâm. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu cách tăng vòng 1 bằng các loại đậu, hãy tham khảo bài chia sẻ dưới đây. Tại sao tăng vòng 1 từ các loại đậu lại hiệu quả? Có 5 loại đậu giúp tăng vòng 1 được nhiều người thực hiện cũng như luôn xuất hiện trong các công thức giúp tăng vòng 1 hiệu quả, đó là đậu nành, đậu đen xanh lòng, đậu xanh, đậu phộng và đậu tương. Đậu đỏ chứa nhiều các vitamin và chất đạm giúp đẹp da và phát triển vòng 1. Bên cạnh đó, đậu đỏ còn chứa một lượng lớn tinh chất kiềm thạch, chất sắt có khả năng loại bỏ độc tố, bổ máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong đậu xanh có nhiều dưỡng chất như carotenoid, omega 3, polyphenol và các vitamin A, C. Đậu xanh giúp thanh nhiệt cơ thể, giải độc, giúp giảm cân, phòng ngừa các bệnh về tim mạch, ung thư. Đậu đen được biết đến là loại thực phẩm giúp giải độc cho cơ thể rất tốt. Trong đậu đen có các chất chống oxy hóa, molybdenum, có tác dụng khử độc sun phát cho cơ thể. Đậu nành là thực phẩm có lợi cho vòng 1 của chị em. Protein trong đậu nành giúp hình thành nên mô mỡ ở ngực. Đậu nành còn bổ sung estrogen giúp tăng vòng 1 hiệu quả. Thêm vào đó, đậu nành còn làm giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Tìm hiểu về loại đậu tăng vòng 1, cách tăng kích thước vòng 1 bằng các loại đậu rất hiệu quả và an toàn được nhiều chị em sử dụng hiện nay. Theo chia sẻ của những chuyên gia sức khỏe, các loại hạt đậu như đậu đen, đậu xanh, đậu nành có chứa lượng đạm thực vật và estrogen tự nhiên khá cao. Những thành phần này giúp kích thích mô ngực phát triển nở nang hơn, cải thiện kích thước vòng 1 đầy đặn. Nên việc áp dụng phương pháp này cần kiên trì thực hiện trong một thời gian dài, khoảng 3-4 tháng mới thấy được hiệu quả. Đây cũng chính là lý do không ít chị em nghi ngờ về tác dụng tăng kích thước vòng 1 bằng các loại đậu. Chia sẻ cách tăng vòng 1 bằng các loại đậu. Một, cách uống bột đậu tăng vòng 1. Sử dụng để uống mỗi ngày là cách đơn giản nhất để làm tăng kích cỡ vòng 1 với bột đậu. Đây là cách sử dụng kết hợp bột đậu với đường hoặc dùng không trong một thời gian dài để giúp vòng 1 đạt số đo như ý. Nguyên liệu: 1 kg đậu xanh nguyên vỏ, 1 kg đậu nành, 1 kg đậu đỏ, 0,5 kg vừng đen, 0,5 kg đậu đen. Cách làm: bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu trên, chọn và loại bỏ hết bụi bẩn, hạt cát, sạn. Sau khi rửa sạch để ráo nước, bạn mang đi rang chín. Khi rang, bạn cần chú ý để lửa nhỏ để đậu vừng không bị cháy. Sau khi rang, để nguội bớt rồi bạn xay mịn các loại đậu và vừng đen trên và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát để tránh bị mốc. Bạn nên sử dụng bột đậu hàng ngày. Khi sử dụng, pha hỗn hợp bột đậu, sữa ông thọ và 250ml nước ấm để uống. Mỗi ngày bạn nên uống từ 2 tháng 3 lần vào giữa các buổi. Trước bữa ăn khoảng 20 phút, bạn nào muốn giảm cân thì không dùng sữa thêm vào hoặc chỉ cho một chút sữa thôi hoặc một chút đường thay thế để dễ uống. Lưu ý, khi sử dụng bột đậu, bạn bên sử dụng đều đặn và đúng với mức quy định đã đề ra. Sau khi uống 1-2 tuần, ngực của bạn có thể cảm thấy hơi đau, nhưng điều đó thể hiện bột đậu đã bắt đầu tác dụng lên núi đôi của bạn. Do vậy, bạn nên tiếp tục duy trì thói quen này của mình, chỉ cần bỏ ra một chút công sức với bột đậu tự chế. Bạn sẽ có một thức uống bổ dưỡng để nâng ngực và tăng cường sức khỏe. 2. Tăng vòng 1 bằng bột đậu nành, lạc và mè đen. Chỉ bằng 3 loại bột đậu là đậu nành, lạc và mè đen, bạn có thể cải thiện kích cỡ vòng 1 như mong muốn. Theo đó, hãy uống hỗn hợp bột đậu này vào mỗi buổi sáng thay cho sữa. Sau một thời gian, vòng 1 của bạn sẽ biến đổi rõ rệt. Cách làm cụ thể như sau: bạn chuẩn bị 3 loại đậu kể trên, sau đó đem rang và giã hơi nhuyễn rồi thêm muối hay đường tùy theo khẩu vị của bản thân để ăn thay cho bữa sáng. Thường xuyên áp dụng, bạn sẽ có vòng 1 tròn đầy, nở nang hơn mà không cần đụng dao kéo hay tốn kém tiền bạc cho các loại kem nở ngực khác. 3. Hỗn hợp bột đậu tăng kích thước vòng 1. Đây là phương pháp tăng vòng 1 nhanh chóng được nhiều chị em áp dụng. Cách làm này được thực hiện cầu kỳ hơn các cách tăng vòng 1 nhờ bột đậu khác nhưng cho hiệu quả rất tốt. Để thực hiện, trước tiên, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu gồm có 1 kg đậu tương, 1 kg đậu xanh nguyên vỏ, 1 kg đậu đỏ, 0,5 kg đậu đen và 0,5 kg vừng đen. Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bạn đem rang và xay nhỏ thành bột mịn theo tỷ lệ 1:1:1:0,5:0,5. Sau khi có hỗn hợp bột mịn bổ dưỡng, bạn hãy pha hỗn hợp này với 250ml nước ấm, có thể pha với đường hoặc sữa ông thọ vừa đủ. Mỗi ngày, hãy uống 3 lần vào giữa các buổi sáng, trưa và tối. Chú ý uống trước bữa ăn khoảng 20 phút để có hiệu quả tốt nhất. Có nên kỳ vọng nhiều vào tăng vòng 1 từ các loại đậu? Theo các nghiên cứu, sở dĩ bột đậu có thể làm tăng kích cỡ vòng 1 an toàn là bởi trong bột đậu
nhất là các loại đậu có màu đỏ có chứa vitamin B và một lượng lớn tinh chất kiềm thạch có khả năng kích thích nhu động ruột. Loại bỏ các chất cặn bã bám ở thành ruột, nhờ đó giúp giảm đáng kể lượng chất béo trong cơ thể. Đồng thời, có thể cung cấp đạm và vitamin cho da và vòng ngực, giúp vòng một phát triển đầy đặn hơn. Riêng đậu nành rất giàu protein và lecithin có vai trò lớn trong việc tạo nên mô mỡ ở ngực, kích thích tăng vòng một hiệu quả cao. Tuy nhiên, bạn không nên kỳ vọng quá nhiều vào cách tăng vòng một từ các loại đậu, vì bạn phải thực hiện trong một thời gian rất dài mới có hiệu quả. Chưa kể trong một số trường hợp, bột đậu không có tác dụng cải thiện vòng một như mong muốn, nhất là các trường hợp ngực kém phát triển do bẩm sinh hoặc bị chảy xệ sau khi sinh. Trên đây một số loại đậu tăng vòng một cũng như cách sử dụng các loại đậu tăng vòng một. Bài viết hy vọng đã đem đến những chia sẻ hữu ích cho bạn đọc. Link mua sản phẩm tăng vòng một mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.